Các bạn, hôm nay thì mình sẽ gửi ba con này ra bến xe Sơn Tây và một thùng ghi rõ là sao trả trước và không thu tiền nữa, bởi vì khách hàng lấy 6 con đã chuyển khoản đầy đủ. Đấy, khách hàng này là ở Hà Giang, đuôi 1102. Khách hàng này cũng không thu tiền sao trả trước. Khách hàng này ở đuôi 7238 ở Ngọc Hồi, Kon Tum. Và khách hàng này ở Nho Quan, Linh Bình cũng không thu tiền, có thuốc kèm theo. Và khách hàng này là ở Hà Giang không thu tiền. Khách hàng này ở bến xe miền Đông thu tiền, bởi vì khách hàng này là qua bến xe miền Đông đặt cọc còn ở tại văn phòng rồi, nhà xe anh khuyên. Cho trên được. Các bác thân mến, đó là một cái ekip thực hiện là xe vào tận nhà và xe cũng đã mang đi tận nơi cho khách hàng. Mặc dù là kênh Chim Phụ Gáy Hay muốn làm những cái điều hơn thế nữa, nhưng sẽ dần dần có được cái uy tín và có một cái tên tuổi thị trường cho các bạn. Đó. Mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ đến cái thông tin trên cái bảng.
Đây là những cái lượng thùng xốp được chuẩn bị. Đây là khách hàng bắt xe từ Nam Định lên đến nhà để lấy. Rồi thùng xốp. Thùng xốp. Xốp quá nhiều luôn. Thùng xốp. Thùng xốp luôn luôn được phục vụ cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy kết nối đến số điện thoại 033 5305 982. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.